Vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 2021, thành viên AKB48 Shinozaki Ayana đã thông báo rằng cô ấy sẽ chuyển đến công ty chủ quản mới mang tên OMG. Cô ấy tiết lộ rằng lý do mình đưa ra quyết định này là vì muốn thử thách thêm những điều mới.